em nữa. Rốt cuộc em và Trịnh Kỳ đã xảy ra chuyện gì? Kết thúc rồi. Đã kết thúc hết rồi. Đều tại anh hết. Đều tại anh. Tất cả đều là vì anh. Tại sao anh khiến em phải thích anh nhiều năm như vậy mà không cho em lấy một câu trả lời? Tại sao lại để cho em quen với Trịnh Kỳ? Tại sao khiến em vì giận anh mà giả vờ qua lại với Trịnh Kỳ? Tại sao em lại rơi vào bẫy của chính mình chứ? Tại sao? Hả? Tại sao em lại không thể quên được anh trước khi thích Trịnh Kỳ chứ? Anh thừa nhận đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Nhưng những lời em nói với anh lúc nãy, em đã nói cho Trịnh Kỳ chưa? Cậu ấy nghe xong nhất định sẽ rất vui. Không kịp nữa rồi. Không nói kịp nữa rồi. Tại sao vậy? Phong Đăng, em thấy rất đau khổ. Em không thể tiếp tục như vậy nữa. Em nhất định phải chấp nhận những tình cảm của em dành cho anh. Được. Tạm biệt Phong Đăng. Phong Đăng không thích tôi là do tôi yêu đơn phương, là do tôi lúc nào cũng muốn cướp anh ấy khỏi cô hết. Nụ hôn lúc nãy cũng là do tôi chủ động, nhưng Phong Đăng không lừa dối cô. Sam Sam, anh xin lỗi em. Anh đã từng nói với em là đừng nghe những gì người khác nói, mà phải xem họ đã làm những gì. Anh đã làm gì vậy hả? Anh mới vừa làm gì vậy chứ? Xem sao mà chuyện đó, nụ hôn đó là do tôi chủ động mà. Đối với Phong Đăng, nó thực sự không nói lên gì hết. Tôi chỉ muốn tạm biệt Phong Đăng thôi. Sam Sam mà cô nghe tôi nói đi. Cô có thể không tin Nguyên Lệ Trữ, nhưng mà nhất định phải tin tôi. Anh của tôi không có gì với Lệ Trữ hết, chỉ xem cô ấy là em gái thôi. Cô có hiểu hay không vậy? Thiệt ra các người đều biết hết cả rồi.
thì ra cái người hù nhau lừa dối tôi. Vậy là sao chứ? Đó có phải là thú vui tàn độc của những người có tiền không? Không muốn nói cho em biết là vì sợ em sẽ có những phản ứng như bây giờ. Mọi người không hề có ý gì khác, em có hiểu không? Em thật sự không tin anh sao? Sam Sam, tôi thật sự không có gì với Phong Đằng. Tôi không muốn nghe cái người nói một lời nào nữa. Tất cả các người, một nụ hôn cũng thể hiện gì sao? Cô tự xưng là bà Phong thì không nói lên gì à? Còn anh, anh để một cô gái thích mình sống trong nhà và luôn xuất hiện trước mặt em, lúc nào cũng đi bên cạnh anh, cũng không là gì sao? Còn em thì sao đây? Em là gì chứ? Sao vậy? Hôm nay cậu có vẻ không giống với mọi ngày. Có tâm trạng gì sao? Sam Sam cô ấy đã nói chia tay với tôi. Lúc nãy khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi cảm thấy rất đau lòng. Trình Kỳ, có phải cậu và Sam Sam đều cảm thấy tôi đã phản bội hai người hay không? Cậu biết đó, nếu như Lệ Trữ không phải là cô em gái cùng với tôi lớn lên từ nhỏ, thì tôi sẽ thẳng thừng từ chối cô ấy như những cô gái khác. Nếu như sản nghiệp này là của riêng Phong Đằng tôi, thì tôi nhất định sẽ cùng với cậu kề vai sát cánh đi phá cái công ty này. Tôi biết mà. Thật ra thì cậu không làm gì sai hết, chỉ là có lẽ quá trình đã không được tốt lắm mà thôi. Nhưng với tư cách là con trưởng của nhà họ Phong, cậu đã làm được rất nhiều. Cậu phải suy nghĩ tất cả mọi chuyện tốt xấu, cho nên so với người bình thường, cậu phải chịu đựng hơn rất nhiều, bao gồm cả việc chịu sự cô đơn. Đúng vậy, đúng là tôi rất cô đơn. Thật sự cô đơn. Whisky mạnh quá. Để tôi đi xem còn bia hay không nha. Cậu định đi làm đó hả? Mình muốn xin từ chức. Xin thôi việc. Nè, Sam Sam, cô đi với chúng tôi một chút. Hả? Nhưng tôi phải đi làm mà. Không cần đâu, tôi đã báo cáo cho bộ phận tài vụ, xin cho cô nghỉ 3 ngày rồi. Hả? Các anh,
Nếu các anh có ý định thuyết phục tôi thì đừng có lãng phí thời gian nữa. Tôi thắng rồi, đưa tiền đây. Làm gì vậy? Hai người lấy việc từ chức của tôi ra làm cá cược hả? Sao sao mà tôi không ngờ cô lại ngốc tới như vậy. Dù gì cũng là một kế toán, vậy mà chẳng biết tính toán gì hết. Hai vị lãnh đạo các anh ở đây ngăn cản một cô trợ lý nộp đơn từ chức, như vậy có phải là quá coi trọng tôi rồi không? Công tư bất phân. Em mới là người công tư bất phân đó. Sáng sớm ra anh đã hỏi trưởng phòng rồi. Hiện giờ nhân viên công ty đang rất là căng thẳng. Em đó, tuy chỉ là một trợ lý nhỏ bé nhưng lại gánh vác được rất là nhiều việc. Tại thời điểm then chốt này, em lại muốn từ chức bởi vì mình thất tình sao? Em nói coi, ai mới là công tư bất phân đây? Anh cũng muốn từ chức kia mà, dựa vào đâu mà nói em chứ? Phải đó, Trinh Kỳ à, anh không thể nào từ chức được đâu. Anh phải làm gương chứ. Tôi, sao lại nói chuyện của tôi chứ? Lý do anh từ chức là bởi vì tập đoàn, còn em thì sao? Em từ chức vì chuyện tình cảm tầm phào, đâu có giống nhau chứ. Hai lý do này không giống nhau đâu nha. Anh nói nè Tiến Sam Sam, không có bất cứ quy định nào bảo rằng nữ nhân viên văn phòng nhất thiết phải dựa vào đời sống tình cảm để quyết định việc kiếm cơm của mình đâu. Em có hiểu hay không vậy? Phải ha. Đúng vậy. Sao mỗi lần chuyện tình công sở thất bại thì người ra đi đều là người phụ nữ chứ? Thật là bất công mà. Nhưng đối tượng của mình không phải là người khác mà là chủ tịch. Hơn nữa Sam Sam à, bây giờ mà cô từ chức thì có vẻ như không lợi cho lắm. Cô hãy thử suy nghĩ kỹ coi. Còn có 2 tháng nữa là phát lương cuối năm. Nếu bây giờ cô nghỉ, có phải là cô không được thưởng không? Đúng vậy. Suýt nữa thì quên mất tiền thưởng cuối năm. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến tiền thưởng cuối năm. Bảo tôi ngày nào cũng bước vào tòa nhà đó làm việc, thực sự là làm khó cho tôi quá. Làm khó? Vậy chúng ta thử tính xem thế nào mới là càng khó hơn nha. Em nghĩ đi, nếu em muốn rời khỏi Phong Đằng á, thì em có thể tìm đâu ra công việc trợ lý lương cao như vậy chứ? Được, dù là có đi chăng nữa, vậy cũng phải xem lại tiền thưởng cuối năm coi sao. Làm không tốt thì cuối năm sẽ không có phong bì tiền thưởng nào. Còn nữa nha, lỡ em không tìm được việc thì sao? Em giải quyết phí sinh hoạt thế nào đây? Tiền nhà, tiền sinh hoạt, điện nước, không được thiếu khoản nào. Cho tới lúc đó em mới biết làm khó là sao. Nói cũng có lý nha. Mà hơn nữa, cũng đã sắp đến cuối năm rồi mà em lại chuẩn bị cuốn gói về nhà như vậy sao? Anh không biết là em sẽ ăn nói với ba mẹ của em sao đây hả? Em được rồi, vậy trước khi đến cuối năm, tạm thời em không nhắc đến việc từ chức nữa. Nhưng em muốn nói rõ với hai vị lãnh đạo rằng trong thời gian này em vẫn sẽ cố gắng tìm việc ở nơi khác. Đợi đến khi nào cô tìm được việc thì chúng ta hãy nói tiếp. Nhưng mà em có một yêu cầu này. 100 cái cũng được, em nói đi. Được. Kể từ bây giờ không được nhắc đến chuyện Phong Đằng với em nữa. Cũng không được vì Phong Đằng mà lại nhiệt tình với em như vậy nữa. Hai người hãy coi như em là một trợ lý. Một trợ lý vô cùng nhỏ là được rồi. Được như vậy em cũng sẽ không phải bị mọi người chú ý nhiều nữa. Vậy bây giờ cứ để trợ lý bé nhỏ trả tiền nước cho tụi mình hả? Đi làm thôi, đừng tới trễ đó. Nè hai anh. Mới nói mà đã làm liền rồi hả? Alo người anh em, tôi đã giúp cậu giữ lại tới cuối năm rồi, còn lại cậu tự nghĩ cách nha. Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.